Kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Tiêu đề là bục ẩm. Bây giờ mình bắt đầu nha. Các bạn ơi, tiêu đề hôm nay của mình sẽ là cổ gà. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Mọi người, tiêu đề hôm nay chương trình của mình sẽ có là cánh gà. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Kìa. Chắc tôi là chê nhà bên này tiếng khóc chị em. Nhưng mà thôi. Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cái bụng. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mọi người, tiêu đề hôm nay của mình sẽ là cái này tên là gì? Tiêu đề hôm nay của mình sẽ là cánh gà. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Mọi người, tiêu đề hôm nay của mình sẽ có là chân gà. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Cái này là tên là gì? Louis vui tươi này. Chị Phương ơi, đi làm chỗ của em nhé. Gì đấy? Cái gì đấy? Ơ ta ấn nằm ở bên đấy rồi. Mẹ ơi, làm tắt video của ta. Đó. Chào cả mọi người, đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay á. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ là bụng ẩm. Bây giờ mình bắt đầu nha. Cái này là cái nào? Dạ. Nãy mình vừa kết nối với cái điện thoại này đấy. Ờ đúng rồi. Anh Công nó là cái gì đây? Trời. Nó tên là gì đây? Đâu? Mang ra cái đồ. Anh Công. Cái mắt tôi màu đã không đánh nhau. Anh kia. Giờ nãy dính dính tiếng chị em khóc đây, cười em kìa. Ông đã dùng lên một đại ký không sao? Dư anh cầm. Con này là con mới lấy hay con gì cùng? Đâu? Cũ. Cũ rồi. Con mới lấy hay con gì cùng? Cũ là con mượn của mình. Cái tiền đâu? Cái tiền nghe gì đâu? Mày không bảo. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đấy mà anh kia bảo mượn đấy. Anh kia bảo mượn người ta. Ôi, cái máy lại kêu nói, lại tự tắt rồi. Anh Công. Chết.
Rồi. Làm gì đấy? Chứ tôi làm gì? Ta tính. Ô à. Đâu cái đây cho nó mất video thì. Không. Em không biết gì hết. Cái đối đầu thì làm chi cho các bạn. Em không biết gì hết. Tắt hai video của nó rồi. Đâu rồi nào? Ông nào điện thoại? Ba khác rồi chứ có phải hai đâu. Ô lạ thật nhỉ? Cái kia đối với ảo ơi. Anh nhấn kia ở dưới. Em sẽ cắt đi các bạn. iPod của Quyết là cái gì đây? iPod của anh Quyết rồi đây, cái này cái của anh đeo. Cái TWS. Cái kia của nó là iPod của Quyết đeo. Hai màu đây, hai màu, đây là bốn màu rồi, đây là bốn màu rồi nhá. Cắt luôn. Giờ lấy màu trắng, các bạn màu trắng nhá. Đó, và anh kia thì lấy một cái phải. Đâu có bảo em đâu, anh còn. Đâu đưa em thay cái kia mà. Mấy cái này tên là gì? Thì giá nó lên. Nó xong mình nhỉ. Nhìn vào xem. Nó đang một cạp, nó tắt tìm đấy. Nó kêu to quá, dính vào video của em. Nó cũng thích em rút. Quả thì mình không được, đưa chị vô rồi, bấm nút phát rồi. Được quả không được rồi. Nè không có tên mà thật điên mà. Em cũng thích đấy. Đây á. Xcarbo 2 nè. Cái này Xcarbo 2 nè. Xcarbo 2 nè. Xem phải không. Bây giờ mình kết vòng nha. Nào lại dính vào video là nó là nữ này. Đừng ấn cái ở dưới là được. Ấn kìa. Ở dưới là nó là thiết bị của điện thoại đấy, đừng ấn ở dưới. Ấn ở trên đấy. Chỉ có những cái ở trên thôi. Rồi. Được thật không? Chào các bạn, hôm nay mình lại tôi mò. Cái đây mình tìm video. Ông bạn vẫn cầm con điện thoại. Đấy. Ok, đúng rồi. Bạn ơi, vòng của mình hoàn thành người này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nhá. Cái ý à? Ui, nóng quá, mình ngay bà lên tay. Điếc rồi nha, em đang điếc rồi. Dạ. Em điếc rồi, nghe mỗi một bên mà điếc rồi. Rồi, rồi, để cho nó mạnh. Để sáng giờ bố tôi đã bẻ hết rồi. Vậy thôi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube.